này đâu vui nhỉ. Sông Nam. Em cứ tủ điện nhẹ chứ. Đây là mái đúng không? Dạ. Phải là 1,44 mét vuông. Hả? Tới sáng chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình phải không nên quay. Đúng bài. Dâu đầy này nó vừa nhàn mà lại vừa chính xác nhỉ. Đúng rồi, đỡ bị. Bắt đầu vỡ lòng này. Để được sắc nét. Làm xong rồi đánh màu luôn đi. Việc này dùng nó đánh màu lâu lắm rồi. Còn thở cũng là gì gặp mấy thằng kỹ thuật đệ. Từ bé giờ chưa đi mộc cống như mộc hang thì có rồi. Bé chưa mắc thì giờ mắc chứ có cái gì đâu.
luôn rồi. Sao anh? Trước em định làm hầm đấy chứ. Ở dưới này trước em định đổ một cái tấm sàn lên luôn. Bây giờ ở dưới vẫn còn khoảng 1m3, 1m4 nữa mà. Thì móng em sâu mà. Nhai xương à? Đúng rồi. Ốp gạch nhà bị xương. Đầy đủ đồ nghề chưa? Tích để lấy cân bằng đấy. Cái hang dưới này để lại cho anh, sau để lại chứ. Xong dưới này nè. Đổ bê tông xong hoàn chỉnh luôn làm thì hết là đổ hoàn chỉnh luôn.
nữa là gọn. Bà anh đi chợ à? Lúc này không lấy xe mà đi, chắc đi bộ à? Đi bộ à? Màu gạch này được không anh Liệu? Cả tiền chi? Không, cánh cửa một bộ đây 500. Hả? Mẹ bê tông gần như cuối cùng ấy.
nhà thì cũng biết đâu được nữa. Mê thế vấn đề gì nhà thì không nói trước. Thái Bình, Thanh Hóa. Nói vậy chứ bạn học cùng lớp của mình mà lâu ngày không gặp nó vẫn quên mà anh, đúng không? Quên tên nhưng mà mặt nó chỉ ngờ ngờ, chẳng hạn là ngờ ngờ thấy quen quen thôi, nhưng người vẫn cứ hỏi đấy.
em hay gọi lan. Lan ơi, Nam ơi. Thank you.
ông Tống. Đúng rồi, gì nữa không nè, mấy ông này đi mà đục xong là ông phải dọn chạc đấy, ông để chát lại. Thế làm như thế là đúng bài bản. Cái kiểu ốp len trên tường vậy chứ. Thì chưa lại bắt đầu ốp, đã ốp len xong rồi bắt đầu mới đi chắc thế. Đo từng bậc một hay sao em? Đo chính xác không sao này. Đã khảo sát thang, kích thước thang. Thế cái vòi nước không nước ở trong nhà vệ sinh đâu rồi anh nhỉ? Vòi trong nhà vệ sinh đấy. Tầng 2 này trước em lắp. Tháo để đâu rồi lắp vào. Vén lên tường luôn Mạnh ơi. Dùng để mở lắp bể để nó đem bút kính. Đấy, cái sức lực kính. Đấy, chưa? Đây, mở cho chú Sơn xem này. Đấy, được chưa? Giờ làm thế chứ để lắp bể. Nào lên xem lát nhà vệ sinh nào, xem thợ lắp gạch ốp gạch nhà vệ sinh đẹp thế chưa à? Vẫn cái cán trên đây này thật phẳng, không dám là nó thật phẳng. Cảnh đẹp đấy chưa ông? Ốp một màu luôn hả?
bàn xong đóng đi để giữ gạch cái hàng gạch giữ cùng nó mới mạch dọc nó mới thăng bằng được. Nghĩa lát nghĩa ốp thế này à? Hai thở hai phòng. Lên đây là ốp đâu? Chiều à? Chiều.